Tôi tên là Quách Văn Phong, quê ở Vĩnh Long, nhưng mà lên Sài Gòn cũng từ hồi nhỏ, năm 47 rồi bắt đầu lên Trảng Bàng, Tây Ninh, bởi vì đi theo ông già hoạt động đó. Hồi đó nói chung cũng đi định tứ xứ, đi lên Xuân Lộc, Biên Hòa rồi Sinôn, đi nhiều nơi, nhưng mà ở Sài Gòn cũng nhiều, đi học ở Sài Gòn. Nói chung tôi tham gia thì các loại binh chủng, đặc công rồi bộ binh rồi đánh các kiểu, nhưng mà mình thì chỉ vẽ thôi, đi theo vẽ, vẽ trước và sau, còn đánh nhau thì chạy theo bộ đội. Rồi qua đến khi năm 70-71 thì càng biên giới đánh qua Campuchia thì mình cũng đi qua bển, do đó cũng vẽ được một số cái vùng Campuchia, Mondulkiri rồi đó, Đông Bắc Campuchia đó. Năm 68 thì bị thương ở Phước Long. Rồi đến năm 72 thì mới thấy mình cũng sức khỏe yếu, thứ hai nữa cũng lâu quá rồi, thành ra là thay quân hết rồi. Thành ra mấy ông mới cho ra Bắc để trị bệnh. Ra ngoài thì cũng học năm 2 năm tiếng Anh gì đó rồi đưa đi hạn nghiên cứu sinh. Nhưng mà vừa học xong thì đang học gần xong thì thấy bộ đội đánh tới Đà Nẵng rồi. Tôi lên ban thống nhất thì xin về Nam. Thế bắt đầu là do đó vô đây chứng kiến cái 30 tháng 4 đó, thì vẽ được cái tranh Sài Gòn giải phóng. Thì hồi đó thì mấy ông bạn học chung khóa Anh văn thì cũng nói là ông đã kháng chiến đủ rồi thì bây giờ đi học kiếm cái bằng chứ. Tôi nói mấy ông không biết cái đời nghệ sĩ thì cả mười mấy năm mà kháng chiến thì chỉ có cái ngày giải phóng này là quan trọng nhất, mà không ghi được cái hình ảnh này thì bằng tiến sĩ ăn thua gì đâu. Thì nói chung vô đây thì nó được cái rủi, nhưng mà cái may là mình có thể suốt cái quá trình của tôi đi thì cũng may là tôi tham gia được hết các loại chiến dịch, từ chiến tranh đặc biệt rồi chiến tranh cục bộ, rồi ra ngoài Bắc 72 thì lãnh cái B-52 ấy, rồi vào giải phóng miền Nam. Nói chung là mấy cái mốc lịch sử đó là cũng may là mình nhận được hết, mình chứng kiến được hết. Do đó tôi vẽ đa phần là những cái mốc lịch sử đó, những cái mốc mà có tính chất đánh dấu những cái quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình rất quý trọng cái lao động của những người mà ở trong chiến khu, tức là từ cái chuyện mà mang vác gạo thóc rồi đến súng đạn cho đến hành quân cho đến, nói chung mọi lao động rất là gian khổ, nhưng mà mình thấy rất là hào hùng. Thành ra tôi ghi hết, gần như là ghi hết. Do thời đó thì không có sáng tạo gì, cái đó là thực sự là cái hiện thực lịch sử nó quá lớn, nó quá đẹp, thành ra mình chả có cái nhu cầu mà phải sáng tạo gì, chỉ vẽ cho nó đúng, vẽ cho nó trung thực những cái hiện tượng lịch sử đó. Do đó tôi ghi được nhiều là như thế. Nói chung sau giải phóng thì nói chung ngổn ngang nhiều thứ lắm, rồi khó khăn về vật chất thì nó không không bàn rồi, chỗ ăn chỗ ở mình thì cũng không bàn rồi, mình quen lưu động rồi. Nhưng mà cái xã hội nó ngổn ngang, mọi thứ nó ngổn ngang. Nhưng mà thì tôi được phân công về thành phố, thì về thành phố thì coi như nghĩa là chưa có gì hết, chưa có vật tư, chưa có nhà cửa, chưa có pháp nhân, chưa có gì hết. Về đây thì có Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật của thành phố, thì nó gọi là thành lập cái ban mỹ thuật của Hội Văn nghệ thành phố. Thì năm 76 thì tuy rằng không có nhà, không có cửa, không có vật tư và không có pháp nhân, nhưng mà anh em họa sĩ thì rất là đông, nghệ sĩ Sài Gòn cũng quá trời đông, mà họ cũng đang lúng túng, họ không biết sinh sống sao, chính chính thể mới này như thế nào, rồi làm ăn ra làm sao, hoạt động như thế nào, rồi ngoài Bắc về nữa, ngoài Bắc vô quá trời đông, rồi số anh em tập kết nữa, thì nói chung mọi thứ dồn về thành phố. Thế thì lúc đó mình cũng phải giải quyết thôi, giải quyết nào là lo cho hộ khẩu cho những anh em ở ngoài ngoài Huế nữa, ngoài Huế họ, ngoài Trung họ cũng vào đây ấy, thành ra là mình phải lo, nói chung là lo cơm áo gạo tiền cho người ta, nào là chỗ ăn chỗ ở rồi pháp nhân rồi hộ khẩu đó. Thì nói chung là lo ba cái lặt vặt đó mà cũng lu bu suốt ngày. Nhưng mà song song đó rồi còn đặt vấn đề là bây giờ phải hoạt động nghệ thuật, thì bây giờ với lại nhu cầu họa sĩ ba miền miền Bắc thì xưa nay nghe nói vậy chứ chưa biết miền Nam là cái gì.
Rồi họa sĩ Sài Gòn thì chưa biết chiến khu là cái gì, nghe nói Việt Cộng chứ cũng chưa biết hình thù của chiến khu đó như thế nào. Còn anh em trong rừng ra thì cũng chưa biết thành phố là cái gì, rồi cũng chưa biết tỉnh này tỉnh kia như thế nào. Thì nói chung mọi người là chưa biết đất nước mình nó một cách nó toàn diện. Mới có cái cớ là đi thực tế. Đi thực tế thì đưa anh em nào thích đi đâu thì đi, thì những anh em Sài Gòn thì đưa đi về tỉnh, đi về Bến Tre, và ai muốn đi Củ Chi hay đi đâu đó thì đưa đi. Rồi một số đi lên kinh tế mới, vẽ kinh tế mới, một số vẽ đào thủy lợi rồi đó. Thì nói chung là họa sĩ có việc làm, tức là đi vẽ thực tế, đi vẽ ký họa. Mà ký họa thì nó thật sự ra không phải dân kháng chiến đâu, mà cả nước này nó có cái truyền thống là vẽ ký họa. Học trong trường là đã có ký họa rồi. Thành ra là anh em họa sĩ Sài Gòn, anh em miền Bắc, nhất là anh em miền Bắc vào thì cũng chưa biết miền Nam là cái gì. Thì nhất là anh em tập kết, bây giờ trở lại những cái vùng hồi xưa đó thì cũng là rất là thích thú, do đó họ về họ vẽ rất nhiều. Nói chung là mọi người nó có cái trang hòa với nhau. Cái hiện tượng gọi là thống nhất về văn hóa đó, cái vấn đề thống nhất về văn hóa ít ai ghi lại, nhưng mà thực sự ra cái giai đoạn rất là hay, rất là gọi là thú vị đó. Cái giữa văn hóa miền Bắc tràn vào, rồi văn hóa miền Nam, rồi người ở Sài Gòn, rồi người trong chiến khu, nó trộn lẫn với nhau. Thì về con người thì nó dễ rồi, con người thì nó khó, tưởng đâu khó nhưng mà rất dễ. Anh em miền Bắc, rồi anh em miền Nam, những nghệ sĩ tên tuổi đó, họ gặp nhau, quen nhau rất nhanh, quen nhau, cần hòa đồng với nhau, mày tao chi tớ này kia cái nọ, rồi cũng nhậu nhẹt. Nói chung là rất là thoải mái. Còn số anh em họa sĩ ở trong này mà gọi là có chức vụ của chính quyền cũ đó, cỡ đại quý thiếu tá hoặc là trong cái chiêu hồi rồi đó, thì cái đó về mặt chính trị thì người ta rất kỹ. Nhưng mà đối với là nghệ sĩ này thì hình như là họ không quan tâm lắm. Họ chỉ biết là nghệ sĩ tên gì và có tác phẩm nào, thì tự nhiên nó hòa đồng với nhau thôi. Chứ thật sự ra hồi đó thì tôi thấy là cái hòa hợp hồi đó phải nói là rất là lý tưởng. Tôi nói ví dụ như là có đám cưới của con của ông bạn dân Sài Gòn. Hồi đó tổng thư ký này nghèo quá, đâu có tiền đâu mà đi đám cưới. Đi thì đi là nó tình bạn bè, tình đồng nghiệp thì nên đi rồi. Nhưng mà đi, nhất là dân Sài Gòn thì phải có tiền nhé. Nói chung là đi phải có tư thế chút. Còn mình thì dân trong rừng ra thì đâu có gì đâu. Thì anh em Sài Gòn họ đến, họ nhậu, họ chơi uống trà, cà phê này kia đó. Họ nói ông cứ đi đi, tụi này góp lại bỏ bao thơ rồi ông cầm chung đó, bao thơ đó ông đưa đi, chả có gì ngại trên. Nếu mà giữ được hoài như thế thì rõ ràng cái không khí nó không có vấn đề gì để bàn. Chỉ có những vấn đề mà sau này khi mà lâu ngày đó thì cái chuyện mà nội dung của nghệ thuật, rồi phong cách của nghệ thuật, rồi hình thái của nghệ thuật thì có thể chỏi nhau. Thật sự ra nếu mà bây giờ mình bình tĩnh mình nghĩ lại đó, sau khi giải phóng rồi đó thì cái hình thái văn hóa nó bắt đầu thay đổi. Thực sự ra sau giải phóng hình thái chính trị nó cũng đã bắt đầu thay đổi. Bởi vì nó không còn chiến tranh nữa, mà không còn chia cắt đất nước nữa. Hình thái chính trị nó đã bắt đầu thống nhất đất nước rồi, và hòa bình rồi, thì hình thái, các hình thái khác, mọi người nó cũng phải thay đổi. Kể cả dân Sài Gòn cũng phải thay đổi, nghệ sĩ Sài Gòn cũng thay đổi mà. Nghệ sĩ trong rừng cũng bắt đầu thay đổi. Thì bắt đầu là hình thái văn hóa nó. Bây giờ mình mới nghiệm ra như thế thì, chứ không cần phải bàn cái chuyện là bên này phải bắt bên kia cải tạo hoặc bên kia bắt bên nọ phải học theo gì, không phải chuyện đó. Còn cái chuyện ảnh hưởng về văn hóa thì cái đó tất nhiên thôi, kể cả nước này với nước kia còn ảnh hưởng văn hóa, huống gì ví dụ mình với lại mình Nam Bộ này ảnh hưởng văn hóa Khmer chứ, cũng miền Trung ảnh hưởng văn hóa Chăm, miền Bắc ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc chứ. Cái đó thì nó cái quan trọng văn hóa qua lại đó, thì cái chuyện đó là nó là như nước vậy thôi, nó là bình thông nhau, nó là bình thường, rồi nó tự giải quyết với nhau, nó tự hài hòa với nhau, chứ nó không có vấn đề gì gây cấn xung đột. Nhưng mà tất nhiên rồi sau này nó cũng có những chuyện này chuyện kia, rồi dần dần rồi nó cũng một số thì già đi, một số thì nó nói chung thì con đường không bao giờ nó suôn sẻ, lúc nó cũng trục trặc. Rồi sau đó một số người thì họ lại tiếp tục họ đi. Đấy, rồi một số thì nói chung là diễn biến đấy, là diễn biến sau này. Trước đây thì mình chỉ thấy hiện tượng thôi.
Mình nghĩ đó là mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn của từng nhóm người. Nhưng bây giờ mình nghiệm lại lâu lâu dài, lâu ngày, mà nhất là qua cái vẻ lịch sử này đó, thì mình mới thấy ra vấn đề là có những cái lúc nó chuyển. Văn hóa nó chuyển thì nó không, ta không thấy được. Cái nhu cầu xã hội nó thay đổi, văn hóa nó thay đổi, nhưng mà cái nhận thức của xã hội, cái tiềm thức con người ta bao giờ nó cũng bảo thủ hơn. Tức là cái nhận thức cũ nó quen rồi, nhận thức mới nó không quen, thì bây giờ cái nhận thức nó cũng chậm hơn cái thực tiễn nó thay đổi. Thì bây giờ mình mới nghiệm ra, mà nhất là sau khi vẽ tranh lịch sử thì mình mới nghiệm ra cái những cái mốc nó thay đổi. Chứ thực sự ra thì mà trong trong thực sự ra trong trong lịch sử văn hóa, các văn bản văn hóa người ta cũng thừa nhận là có những cái sự thay đổi văn hóa. Ví dụ như từ thời chủ nghĩa phong kiến nó chuyển qua chủ nghĩa tư bản, tức là trào lưu văn học nghệ thuật á, thì từ cái chỗ chủ nghĩa hiện thực nó qua cái chủ nghĩa hiện thực phê phán, rồi qua cái chủ nghĩa lãng mạn. Đấy. Thì nó có văn hóa nó cũng chuyển như thế. Thì bây giờ trước khi mà nói tới cái chuyển của sau 75 á, cái văn hóa chuyển sau 75 á, thì mình mới luận lại từ trước để dẫn dắt cho cái logic của nó. Trước đó thì có Ngô Tất Tố, tức là hiện thực phê phán, rồi là Văn Cao rồi đó, đại khái là như thế. Cái thời kỳ đó là phê phán cái xã hội phong kiến cũ, tức là những cái tệ nạn xã hội phong kiến cũ. Mà những cái đó rất rất hay, rất sâu sắc, và nó phê phán được, mà nó được rất nhiều độc giả, người ta rất là thích. Để chi? Để nó chuyển qua một cái giai đoạn của chủ nghĩa lãng mạn. Thì chủ nghĩa lãng mạn trong văn học nghệ thuật thì nó rõ rồi, của Việt Nam thì rõ rồi, trong tranh thì Tô Ngọc Vân, rồi nói chung Nguyễn Gia Trí, nói chung ai thời kỳ nào họa sĩ nào cũng chịu qua cái ảnh hưởng thời kỳ lãng mạn, giai đoạn lãng mạn. Thì giai đoạn lãng mạn nó để nó xóa đi cái văn hóa của phong kiến. Nhưng nó xóa từ từ, chứ không phải là nó làm như kiểu chính trị là đảo chánh đâu. Nó xóa từ từ, tức là nó chuyển hóa từ từ, từ gọi là phong trào thơ mới đầu tiên cũng 5-3 người vậy đó thôi. Thế rồi họ từ từ họ mới bỏ dần dần cái ngồi đó. Bây giờ phong kiến đâu còn nữa đâu mà phê phán. Thì nó lại chuyển qua cái lãng mạn của thơ văn thời kỳ đó. Mà họa sĩ bên đây thì cũng nhiều họa sĩ theo qua chủ nghĩa lãng mạn. Và kế thừa cái văn hóa Pháp nó qua đây đó, thì cái thời kỳ văn hóa Pháp nó đưa cái chủ nghĩa lãng mạn và cái rất mang tính học thực. Mà Việt Nam ảnh hưởng cái học thuật của Pháp cũng khá nhiều. Do đó là cái nền văn hóa lãng mạn nói chung á, gồm có nhạc, gồm có thơ văn cho đến mỹ thuật, nó không mang tính cảm tính, mà nó mang tính học thuật. Nó có giá trị học thuật. Do đó nó có bài bản. Nhưng mà cái khủng hoảng của chủ nghĩa thực dân Pháp nó qua đây nó cai trị đến mức độ nào thì nó tạo ra một cái khủng hoảng dân tộc, khủng hoảng văn hóa xâm lược. Thì xã hội nó tạo ra văn hóa mà. Thì ra cái lãng mạn sau đó nó dần dần nó bế tắc. Thì lúc đó có cái trào lưu văn hóa cách mạng ra, như Tố Hữu, rồi là như là Chế Lăng Viên, cũng là từ trong dòng văn hóa lãng mạn ra. Nhưng mà họ tự chuyển đổi, họ thêm chất sắc, chất lửa vô, chứ họ không ẻo lả, họ than vãn như là cái thời lãng mạn thuần túy. Thì bản thân con người cũng như là thơ văn họ thay đổi. Rồi Tô Ngọc Vân cũng từ chủ nghĩa lãng mạn qua kháng chiến. Thì thực sự đất nước nó đã đến lúc nó nguy kịch rồi. Lúc mà bên cái chủ nghĩa thực dân nó đã bắt đầu nó đàn áp, nó khủng bố rồi. Thì bắt đầu các nhà văn hóa họ thay đổi. Họ thay đổi. Thì họ biến ra, nó biến ra thành cái văn hóa cách mạng. Nếu không có những tác phẩm của Tố Hữu, không có những tác phẩm của Chế Lan Huyên, không có những tác phẩm của Cù Huy Cận, không có những tác phẩm của những cái nhà văn và nhà nghệ sĩ, thì không có nền văn hóa cách mạng. Do đó nghệ sĩ là người tạo ra văn hóa, theo tôi nghĩ như thế. Nhưng mà hỏi tới bây giờ như thế nào đó thì tôi thấy thế này. Tôi thấy hồi đó có thay đổi. Nó thay đổi cái cũ thôi. Còn cái mới như thế nào thì chưa ra. Cái mới phải mang một cái hình thái mới tương đối quyết định thì nó mới ổn định được.
Còn cái mới của cái số hồi đó đám trẻ làm đó, thì tôi nghĩ không, chưa chạy thoát khỏi cái những cái trường phái cũ. Ví dụ như chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa siêu thực, chủ nghĩa lập thể, các loại trường phái mà châu Âu nó đã làm rồi, tức là đa đa hay là siêu thực hay là gì gì đó, thì cái đó người ta đã làm rồi. Do đó bây giờ chỉ vận dụng cái đó đưa vào những cái ý tưởng mới, những đề tài mới và hình thái nghệ thuật thì mới so với là cái những người vẽ trong thời chiến tranh, vẽ cũ. Nó có mới, tức là phá cách đi, mới. Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái hình thái cũ, hình thái của thế giới. Mới với mình nhưng mà cũ của thế giới. Do đó là những nhà phê bình mà họ chống á, thì họ cũng có lý lẽ của họ. Họ nói mặt trời lặn đằng Tây mọc đằng Đông. Tức là bên của người ta lặn rồi, mà bên này mới bắt đầu mọc lên. Tức là cái này cũng học đòi thôi. Ý muốn phê phán đám trẻ là như thế. Nhưng mà thực sự ra cái đó cũng tốt. Nhưng mà nó không thể bền vững được. Vì nó không phải một cái mới mang tính thời đại của mình. Mà cũng mượn ngôn ngữ thôi. Đấy. Thì dù muốn dù không cũng phải làm mới bằng cái cách đó. Chứ còn làm mới mà hoàn toàn tự sáng tạo ra thì thiên tài rồi. Thật sự ra trên thế giới này không có ai mà đùng một cái mà phát minh ra một cái mới hoàn toàn. Mà có khi là mới hoàn toàn người ta nghĩ là khùng. Người ta nghĩ là ông đó khùng. Mà thật sự ra những nhà thiên tài hồi xưa người ta toàn là nói khùng. Kể cả những nhà bác học, người ta nói khùng. Thì nó mới quá so với cái hiện tại. Thì cái bước đi đó là cần thiết. Khi mà không chuyển được đó, chưa chuyển được nó sẽ đẻ ra một cái chuyện. Tức là bây giờ nghệ sĩ rất nhiều, nghe không? Họa sĩ cũng rất nhiều. Mà tranh đường phố thì rất nhiều. Tranh đường phố không phải là tranh kiểu người ta vẽ tường đâu. Mà tranh gallery á. Gallery chợ rất nhiều. Tức là khi cái chính thống nó không có, cái tốt nó không có, mà cái cũ nó không còn nữa, người ta không thích nữa. Như tôi đây tôi vẽ bây giờ, mình vẽ cái truyền thống kháng chiến mình vẽ nhiều rồi. Trước đây tôi cũng định vẽ hoài đó, vẽ cho đến chết luôn á. Mình không vụ lợi đã đành rồi. Nhưng mà anh vẽ riết không có người coi. Vẽ tranh phải có người xem, không có người xem, hoặc là người xem người ta không thích thì anh cũng chán. Thì nói chung là cái cũ người ta không còn thích nữa rồi. Cũng như cải lương hay là tuồng chèo này kia nọ thì người ta cũng không còn thích đại trà như trước nữa. Mà cái mới chưa có. Thì nó đẻ ra cái tạp nham. Hiện nay là cái tạp nham rất nhiều. Mà cái mà báo chí cũng như những nhà lãnh đạo, những nhà phê bình gọi là nó dởm á. Tức là tranh thì tranh giả, tranh sao chép hoặc là tranh vẽ như mấy người nói là đem ra phô, in toàn cái bắt đầu phất một chút màu lên là bán 1 triệu, 2 triệu, 100 đô, 200 đô kiểu đó. Tức là bây giờ người ta không vẽ nữa, mà thậm chí người ta không tư duy nữa. Người ta chỉ coi cái nào đó, người ta ra chụp số phong cảnh, rồi người ta đưa vô máy tính, người ta xào qua xào lại, bắt đầu người ta đưa vô máy in. Lên bắt đầu là người ta phải viết dày 3 chút gì đó. Thì tranh nó là như thế. Thật sự ra thì mấy nghệ sĩ của thời trước, một là già, chết cũng nhiều rồi. Nhưng mà một số trung thời của cái giai đoạn đó, họ cũng không biết viết cái gì nữa. Nó không thỏa mãn của một cái tư tưởng nghệ thuật, một cái tư tưởng văn hóa, nó hình như nó xào nấu nhiều quá. Nó làm nữa thì chẳng qua là nhân số lượng thôi, chứ nó không có cái gì khác, nó không có cái gì thay đổi bản chất. Tôi thấy cái nguy hiểm là cái đó, tức là không có cái mới mà cái cũ không chấp nhận nữa thì nó đẻ ra cái giả. Chút cũ nhưng mà không phải cũ thì nó lai tạp, thì rất hại cái tri thức, cái trình độ thẩm mỹ của xã hội. Cái loại dởm này từ chiến tranh anh chuyển qua hòa bình, tức là nội dung xã hội nó thay đổi rồi, nội dung chính trị nó cũng thay đổi rồi. Tất nhiên là nó thay đổi từ từ, nó còn phải bao nhiêu chuyện hậu sự của chiến tranh cho tới giờ chất độc da cam mình còn giải quyết. Nhưng mà cái bản chất á, cái bản chất nó thay đổi rồi. Thì cái số họa sĩ trẻ tôi thấy nó thay đổi. Nó thay đổi lâu rồi. Thay đổi trong tiềm thức nó có cái gì đó nó lâu rồi. Kể cả cách vẽ tức là hình thái nghệ thuật. Nội dung xã hội nó thay đổi và hình thái nghệ thuật nó đòi hỏi nó thay đổi. Tức là cách vẽ, mình nói đơn giản.
Thì tôi thấy nó có muốn cái gì nè, mà có lẽ cũng là rất vô thức thôi, chứ họ nó không có động cơ. Nó không động cơ, cũng như tôi vẽ tranh lịch sử này, hỏi động cơ gì tôi cũng rất là vô thức, lúc vẽ rất là vô thức. Nhưng mà nó có ý và có chí. Ý làm cho được và cái chí làm cho được, thì tôi thấy là cái khác đó, cái khác thay đổi cái hình thái nghệ thuật từ chiến tranh qua hòa bình. Mà muốn thay đổi được chỉ có nghệ sĩ nó thay đổi, thì cái lớp nghệ sĩ đó là đám trẻ, đám trẻ của cái thời đó. Bây giờ nó 70 tuổi hết rồi, thì những cái giai đoạn đó nó thay đổi hình thái văn hóa. Cái gọi là đổi mới, mà sách báo nước ngoài gọi là nền nghệ thuật đổi mới của Việt Nam, thực sự ra nó là hình thái văn hóa thay đổi từ chiến tranh qua hòa bình. Do đó cái hồi mà ở bên châu Âu nó có mời tôi qua bển, nó đưa tranh ký họa kháng chiến này nè, nó làm công phu lắm, nó chụp hết từng cái tranh ký họa kháng chiến, nó là nó chiếu lên hết, chiếu lên ở một cái cuộc hội nghị ở bên Hà Lan ấy. Gồm có rất nhiều nước châu Âu, rất nhiều nước trên thế giới, gồm có Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus, rồi kể các nước châu Âu. Thì các họa sĩ đương đại, hầu hết là các họa sĩ đương đại, có mình tôi là họa sĩ kháng chiến, vẽ theo kiểu cũ. Thì nó chiếu hết tranh ký họa tôi lên. Xong rồi nó cho biểu diễn hết mấy cái là dạng hình thái nghệ thuật kia. Nào Rio Art, rồi nào là... Nó nhiều cái thứ mà mình không nghĩ nó là nghệ thuật. Ví dụ như có một cái cậu đó, nó bơm cái trái banh bằng da, nó bơm, có một cậu ngồi điều khiển, còn cậu kia bơm, cứ bơm bằng tay vậy, bơm càng ngày gần khách ngồi xung quanh coi, mà không biết cậu này nó làm cái gì, nó cứ bơm hoài như thế, bơm đến khi cái bên lông đó nó to, nó lấn cái phòng ra vậy, nó to bằng cái phòng, thì cái chỗ mấy người ngồi đó hết chỗ ngồi rồi, họ lui dần tới cái tường. Thế cuối cùng rồi cậu đã giải thích thế này: khi mà con người ta bị ép cho tới sát tường rồi mà không có ai phản đối gì hết, không có ai thay đổi gì hết, thì không có lối thoát, thì nó lấy điếu thuốc nó châm, nó chích nổ cái đùng. Tức là cái bức có những cái nó không có, mình không nghĩ đó là cái, nó bởi vì mình quen nghĩ tranh nó là tranh sơ ba lê, tượng nó là phải có cái tượng. Bây giờ có một cái rất nhiều hình thái nghệ thuật mà nó rất kỳ cục, mà mình không hình dung. Mà hồi tôi qua Mỹ cũng thấy nhiều cái hình thái mà mình không nghĩ đó là nghệ thuật, nhưng sao mình mới nghiệm ra sau đó, để sau này tôi nói cái chuyện đó. Thì cái tay mà nó điều khiển cái quỹ văn hóa của châu Âu, nó mới hỏi tôi, hỏi anh Phong thấy thế nào, anh thấy cái tranh của anh tuy rằng anh vẽ rất đẹp và những cái hình thái nghệ thuật này, thì anh nghĩ gì? Ông cũng hỏi cũng hơi khó chứ. Nhưng mà tôi nói cái là dưới này ok hết. Tôi nói hình thái nghệ thuật thì rất khác nhau. Bên kia là vẽ từng cái ký họa một, còn bên đây rất nhiều thứ. Nào là âm thanh, nào là hình khối, nào là video art, nào là... Có nhiều cái hình thái lắm. Có đứa nó kéo ra ngoài đường, tự nhiên nó chặn, nó ra đứng giữa đường, nó chặn xe người ta, nó bắt dừng lại. Nó tạo những cái phản ứng xã hội, qua xã hội phản ứng thế nào. Nó những cái hình thái nghệ thuật mà mình không nghĩ được. Thế là ông hỏi tôi là anh thấy thế nào. Tôi nói là hình thái thì rất khác nhau. Hình thái văn hóa thì rất khác nhau. Bây giờ thì rất nhiều cái. Nhưng tôi thấy có hai cái giống nhau. Tức là người nghệ sĩ và vai trò của nghệ thuật giống nhau. Người nghệ sĩ như tôi đó, thì đứng trước hoàn cảnh xã hội phải lăn vào chiến đấu, phải đấu tranh, phải vẽ và sống chết. Còn ở đây tôi thấy nhiều nghệ sĩ rất nghèo, họ phải thuê từng cái gallery, mà gallery bỏ hoang đó, tức là rất rẻ đó, những cái xưởng rất là tồi tàn, mà họ làm nghệ thuật. Thì cái thứ hai nữa, họ cũng trả giá, tôi trả giá sự sống chết, còn họ trả giá gì? Là nhiều người bị bắt bỏ tù. Và cũng có bà là bị tước passport ở Thổ Nhĩ Kỳ, bà nhiều tác phẩm lắm, mà những tác phẩm cái kiểu đó đó, tức là bà bị tước passport, không cho đi ra nước ngoài. Cái người nghệ sĩ phải trả giá, người nghệ sĩ phải lăn xả, phải đi vào cuộc sống, phải xã hội. Thứ hai, nghệ thuật là gắn vào cuộc sống và phải trả giá. Do đó bên này cũng vậy,
nghĩa là người nghệ sĩ và nghệ thuật nó cũng như người nghệ sĩ và nghệ thuật bên kia thôi. Tức là hình thái thì rất khác nhau, hình thái cách biểu diễn nghệ thuật nó khác nhau, nhưng mà cái chức năng của nghệ sĩ và chức năng của nghệ thuật nó giống nhau. Ở dưới này nó nói anh Phong nói giống rất đúng, ở dưới tất cả các nước đều nói anh Phong nói rất đúng. Tức là họ trả giá đúng như thế. Người nghệ sĩ họ tuy rằng sống nước tư bản thật, nhưng họ trả giá dữ dội lắm. Họ cũng khổ lắm chứ đâu phải là như Picasso bán $100 triệu đâu. Không có chuyện đó. Đó mà nói chuyện cái tranh lịch sử này, gọi là động cơ nào, ý chí nào, có phải là do chuyện biển đảo, rồi do chuyện Trung Quốc, rồi do chuyện bộ giáo dục, hay là học sinh nó chán môn sử, rồi tôi đi vẽ và sử nữa, không phải. Tôi không bị bức xúc ba cái vụ đó. Nhưng mà đúng là tôi, mình thấy có cái gì đó, cái cũ, cái vẽ tranh kháng chiến, rồi tìm lập thể, rồi siêu thực trừu tượng này kia, tìm mình vẽ hoài, mình nói mình già rồi mà vẽ hoài, tìm đến biết bao giờ, vẽ ra số lượng nhiều rồi chưa chắc là mấy đứa nhỏ này nó giữ. Thế thì mình cũng khủng hoảng, không biết vẽ cái gì. Đồng cái tôi gặp một người bạn cũng họp chung cái gì đó, tôi nói tôi có kế hoạch 10 năm, bây giờ nay là hồi đó tôi 79 tuổi, tôi nói giờ tôi 80 tuổi nha, tôi có kế hoạch 10 năm nó vẽ tới 90 tuổi. Tức là tôi mới mang máng trong đầu là vẽ là lịch sử. Vẽ là lịch sử chứ chưa có hỏi có động cơ gì, bức xúc gì, tôi không có bức xúc gì, không có động cơ gì. Nhưng mà tôi thấy cần vẽ lịch sử. Trong tâm khảm mình á, nó đã có cái gì đó. Chứ còn vẽ lịch sử, vẽ như thế nào, vẽ cách nào, và nó hình thái gì, cách biểu hiện ra sao, mình cũng chưa nghĩ ra. Rồi tự mình bắt đầu vẽ thì nó dẫn ra bao nhiêu suy tưởng, bao nhiêu suy nghĩ, rồi kể cả cách sử dụng nó như thế nào, mình cũng từ vẽ mình nghĩ ra, chứ còn thật sự ra cũng không nghĩ ra từ đầu. Thì tôi nói chơi với ông bạn, ở người bạn đó, xong rồi tôi lấy giấy ra, giấy cũng bạn bè cho, rồi tôi dán lại, rồi tôi bôi màu, bắt đầu ngồi vẽ, lục ra hết tư liệu lịch sử vẽ. Thì dần dần từng khi vẽ đó, thì mình bắt đầu mình nhập tâm. Qua đó mình mới rút ra rất nhiều cái bài học qua cái bộ tranh này. Thì mình mới hiểu một điều thế này. Mình già rồi mà, thành ra mình có cái cảm nhận tổng quan. Hình như nó có cái gì, nó cảm thấy nó có cái gì nó hụt hẫng với lịch sử. Trong xã hội mình, nó có cái gì nó khuất tất, nó hụt hẫng với lịch sử. Do đó những cái hiện tượng mà nói cho học sinh chê môn sử, rồi là bộ giáo dục định bỏ môn sử, đó là hiện tượng thôi. Nhưng mà thật sự mình cảm thấy nó có cái đó, cảm thấy đó. Nó thiếu một cái tâm nhìn lịch sử. Do đó tôi muốn phục hồi lại cái bộ sử, phục sinh lại cái bộ sử. Phục sinh bằng cách thế này nè, tôi muốn trưng nó lên. Trưng nó lên, không phải nếu mà ví dụ như mình học sử bằng sách đó, thì anh đọc qua rồi anh quên. Anh lật qua trang này, qua trang khác anh lật, anh quên. Hoặc anh kể chuyện lịch sử, anh nói chuyện lịch sử, thì anh giảng xong rồi mất. Nghe không? Cái gì nó nhớ trong đầu vậy thôi. Do đó là mình nghĩ là mình muốn diễn lên. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Tức là anh phải nhìn thấy lịch sử bằng hình ảnh. Đấy. Tức là để cho người ta thấy lịch sử hồi xưa, chứ không phải nó là huyền thoại. Nó không phải là cái chuyện kể. Không phải là cái chuyện nghe đâu đó, không? Hoặc là ai cũng nói tới sử là Đinh Lê Lý Trần Lê thuộc Lào thế, chứ mà không biết cái gì, không cảm nhận được, không cảm nhận được. Do đó khi mình nghĩ là mình muốn vẽ lên hết mọi thứ. Tức là ban đầu mình nghĩ nó chắc chắn là nó lịch sử Việt Nam nó dữ dội lắm, nó vĩ đại lắm, mình nghĩ nó vậy thôi. Nhưng đến khi mình vẽ rồi đó, bắt đầu vẽ rồi đó, thì mới thấy rằng là cái lịch sử Việt Nam nó rất là trưng chiên, cái dân tộc này đi lên rất là trưng chiên, từ đầu đến cuối, từ suốt quá trình của nó, bao nhiêu trưng chiên của một dân tộc phải trả giá. Từ đó mình mới cảm nhận là cái dân tộc này nó trả giá từ thời mà lập quốc tới bây giờ, trả giá dài, hết thiên nhiên cho đến ngoại xâm, và bao nhiêu cái thủ pháp để mà nó xử lý những cái chuyện mà nó phải đối đầu đó. Đối với địch bên ngoài, đối với bên trong,
rồi đối với thiên tai, rồi đối với bao nhiêu cái thứ, rồi phát triển từng cái ngành nghề một để tạo cơ hội từng cái. Bây giờ mình mới đọc mình mới thấy là từng cái ngành nghề một, mình nghề chạm gỗ, nghề mộc, nghề nói chung từng cái tất cả mọi thứ nó từ thời này thời kia, nó ra từ đời lâu đời lắm của ông cha mình làm lại. Do đó nếu biết được thì mình sẽ trân trọng. Nếu mà những người, tôi nói là những người mà làm sơn mài hay làm tranh chạm gỗ hay làm ngào mặt mà họ biết được, họ biết bằng hình ảnh chứ còn nghe kể thì thoáng qua, nhưng họ biết được hình ảnh cái thời đó có ông đó chủ trương là đúc đồng, ngày đúc đồng từ đâu ra, rồi đúc được cái gì, hiểu không? Hay là nghề chạm gỗ họ chạm được cái gì, rồi nghề dệt lụa dệt ở đâu, dệt bằng tơ gì, sợi gì, thì họ sẽ rất quý trọng cái nghề này. Như cái Thăng Long lâu nay là nó hoàn thành Thăng Long rồi, khai quả hoàn thành Thăng Long, và chắc lẽ là rất nhiều người, đa số dân Việt Nam thì cũng nói Hà Nội chứ có nói chứ Thăng Long thì họ cũng mơ hồ thôi. Nhưng mà anh biết hết cái lịch sử Việt Nam rồi thì thấy nó là một kinh đô rất dữ dội, chịu biết bao nhiêu trận, biết bao nhiêu lần nào xâm lược nó cũng đánh vào Thăng Long, rồi bao nhiêu lần giằng co chiếm qua chiếm lại ở cái Thăng Long, rồi bao nhiêu cái thời vua mà sáng lập ra bao nhiêu cái hình thái văn hóa của cái Thăng Long, thì anh mới thấy cái giá trị của nó. Cái lịch sử này nó giáo dục rất, qua mình vẽ mới một đoạn tới thời Lê Trung Hưng thôi, nhưng mà tôi thấy rằng là nó đem đến cho mình rất nhiều bài học về nhiều thứ mà mình không thể nói đây triền miên hết được, trên mọi lĩnh vực, về quân sự, về kinh tế, về văn hóa, về tâm trí của con người, về đối nhân xử thế, về đối nội, về đối ngoại, về trị an đất nước, hay là về nói chung nếu mà anh chịu khó nghiên cứu thì các cách xử lý của đời thường này nè, kể cả thời sự chính trị, kể cả đối ngoại và kể cả quân sự, trong lịch sử nó rất nhiều cái đều rất thú vị, nhưng mà anh phải nghiên cứu một cách nhập tâm này. Chứ còn anh đọc kiểu để mà nói chuyện chơi mà có mồi để mà ngồi nhậu mà nói phét thì nó không vô được, nó không luận ra được. Và từng cái điệp khúc đó, từng cái diễn biến đó rút ra nhiều bài học, rất nhiều bài học. Lúc nào cương, lúc nào nhu, nhu thế nào, cương thế nào, hiểu không? Rất nhiều bài học. Tất nhiên là những nhà quân sự mình đều có nghiên cứu hết, nhưng mà tôi nghĩ rằng nghiên cứu chiến lược chiến thuật là một việc, phải nghiên cứu tổng thể văn hóa của lịch sử thì mới thấy được hết những cái tế nhị của ông cha mình. Riêng tôi không phải là nhà sử học, cũng không phải nhà văn học, không phải nhà văn hóa, không phải nhà lịch sử gì ghê gớm lắm, nhưng mà riêng tự mình vẽ mình học thôi, mình tự mình vẽ mình thấm rồi mình học, mình thấy rất nhiều bài học. Sơn mài nó có mấy cái giá trị thế này. Cái thứ nhất thì nó bền, cái thứ hai nó là dân tộc, dòm vô là nó biết dân tộc ngay. Cái nữa thì cái sơn mài nó có độ sâu, nó xem nó sâu, nó không phải như là cái tranh kia nó bộc lộ nó ngay. Một cái không gian rất lớn mà cái thời gian rất rộng, rất dài, mà vào trong một đoạn tranh rất ngắn thôi, đâu có thể kéo dài tranh ra được. Thì cái xa cái gần đó, cái xa cái gần về không gian và còn cái xa cái gần vào thời gian nữa, thì mình phải có những cái biện pháp về nghệ thuật. Mà biện pháp đó tôi cũng xử lý theo kiểu dân tộc, rất là nhiều cách. Ví dụ như cái tranh mà tôi vẽ 12 ngày đêm Hà Nội là tôi dùng lập thể, tôi cắt không gian ra thì mình đưa rất nhiều nội dung vô được. Nhưng cái thằng này đưa lập thể vô thì nó vô duyên. Do đó tôi dùng mây, hiểu không? Mây thì anh có thể cắt không gian ra, đang ở chỗ này, đụng cái qua không gian kia, anh dùng mây. Rồi anh cách thời gian cũng vậy, cũng dùng mây. Mà mây cuộn theo kiểu dân tộc mà, kiểu châu Á, thì rất là lịch sử. Kể cả tôi đang vẽ số người chết, số binh lính chết hay là đánh trận xung phong ngựa hí này kia nọ, nhưng mà mình cách điệu theo kiểu dân tộc đó thì nó trở thành văn hóa ngay. Nó không có hò hét theo kiểu tranh cổ động mà nó trở thành văn hóa ngay, mà nó ra lịch sử ngay. Do đó người ta không có
không có cái ý tưởng dù cho người nào có muốn kích động để mà cho nó căm thù hay gì đó không được, vì nó tịnh rồi, nó tịnh rồi, nó biến thành văn hóa rồi. Đấy, thành ra cái cách vẽ mình nó biến thành văn hóa hết, thành ra là nó phù hợp với sơn mài. Sơn mài là cái cách đó. Thứ hai là cái không gian độ sâu, độ gần, độ xa của nó. Bản thân sơn, chất sơn nó có chiều sâu. Cái nữa thì nó ra Việt Nam ngay. Và cái quan trọng nhất là cái bền. Tôi bảo đảm gì chứ, 100 năm là thừa sức. 100 năm là thừa sức. Cái thứ hai nữa là ngoài cái chuyện mà muốn vẽ ra tường hay vẽ chỗ này chỗ kia đó thì đó là ra công chúng. Nhưng mà tôi muốn, trước khi muốn làm cái gì ra ngoài đường, nó phải có bộ gốc. Cái bộ gốc, bộ chuẩn của nó đó. Bởi vì khi ra, mỗi khi ra chỗ nào chỗ kia, ra không gian á, anh phải chấp nhận cho người ta biến thái đi chứ. Có cái anh kéo dài ra, có cái anh dồn trở lại, có cái anh biểu hiện bằng những cái biện pháp nghệ thuật khác, chứ không phải chỉ một thứ để cho nó phù hợp với không gian đó. Thậm chí có cái anh biến thành phù điêu, có cái anh biến thành tượng, không? Thì nó chuyển cái hình thái biểu hiện đi. Nhưng mà vì anh phải giữ cái gốc. Cái gốc nó là cái lịch sử gốc. Rồi sau đó, anh ví dụ như vô cái chỗ mà vui, chỗ người ta vui chơi, không? Thì anh phải có cái hình thái màu sắc cho nó rực rỡ, hoặc là đường xe tốc độ chạy nhanh thì nó phải kéo dài ra. Kéo dài ra. Thì tất cả những cái đó nó anh phải chấp nhận người ta biến thái ra. Biến thái, cái hình thái cái biểu hiện nó khác đi. Nhưng mà phải có bộ gốc để mình giữ chuẩn cái quan điểm của người nghệ sĩ. Cái thứ hai là đạt cái độ sâu mà lịch sử nó tự có. Thì cái đó rất quan trọng. Tôi thì có cái ước mơ nhưng mà sợ nó... Đối với mình thì nó là không tưởng. Đối với cái suy nghĩ hiện tại, có khi là kể cả bạn bè tôi nói ra thì người ta nghĩ nó là không tưởng. Nhưng nếu mình với một cái tầm nào đó, một cái tầm văn hóa nào đó, và với khả năng kinh tế hiện tại thì tôi nghĩ không phải là quá đáng. Tôi muốn trưng nó ra ngoài đường, ra ngoài đời. Dài hết từ thời Hồng Bàng cho tới bây giờ. Bởi vì khi anh đưa lên hết á, thì anh mới thấy rằng cái lịch sử Việt Nam rất là dữ dội. Mà cái hành trình của dân tộc Việt Nam nó đi cũng rất là dữ dội. Bao nhiêu gian khổ, từ không đến có. Ra ngoài đường á, thì được cái điều thế này. Là người ta học suốt đời. Mọi người học, trẻ con cũng học, người già cũng học, nước ngoài cũng học, nước trong cũng học. Đi qua là họ thấy từng ngày, họ thấy từng giờ. Không phải lên lớp, không phải giảng thuyết. Mà trong tranh tôi là tôi không có bình luận. Tôi không có đứng trong lập trường nào để tôi bình luận gì hết. Tôi không có kích động là để căm thù Trung Quốc. Cũng không có ca ngợi là dân Việt Nam giỏi. Không kích động ba cái đó. Mà mình cứ đưa theo cái kiểu thực tế khách quan thôi. Tức là đưa có sự kiện đó, tôi đưa lên. Đưa lên một cách hiện thực như thế. Thì người ta xem, theo tôi nghĩ, theo cái phương châm là tâm nghe không bằng mắt thấy mà. Thì họ thấy thì họ in đậm lắm. Mà thấy hàng ngày. Thì trẻ con cũng nhận thức được, mà người già cũng nhận thức được. Còn nước ngoài họ có đụng chạm, họ có ấy không, thì tôi nghĩ rằng có nhiều người, nhiều nước nó đánh mình xong rồi nó nói là nó tại nó chưa hiểu văn hóa Việt Nam. Thế thì cho họ hiểu. Cho họ hiểu từ ngày họ đi du lịch. Họ đi du lịch, họ thấy từng ngày. Thì tại sao không? Tại sao không? Bây giờ mình trong lịch sử này, mình thấy hầu như không có nước nào không đánh mình. Hầu như không có nước nào không đánh Việt Nam. Từ nước nhỏ nhất cho đến nước lớn nhất, không có nước nào không đánh. Thì họ thấy qua đó, họ thấy cái cách khi vào ngoài Việt Nam thì hưởng thụ cái gì và được cái gì, mất cái gì. Cái thứ hai là nhân dân Việt Nam nói chung từ cổ chí kim đối với họ thế nào. Khi họ thất bại thì dân Việt Nam cư xử với họ như thế nào. Thì họ thấy một cái tính nhân bản, tính nhân văn, một cái văn hóa của một dân tộc quá đẹp chứ. Không? Quá cao thượng. Thì tôi nghĩ là chính cái đó nên để cho người ta thấy hàng ngày. Không có đụng chạm. Bởi vì mình có kích động ai đâu. Mình không có lên án hoặc mình đã đảo gì trơn. Mình nói hồi đó, năm đó, vua đó cho người bao nhiêu quân đó, tên tướng đó qua đánh chỗ này. Không? Và
hoặc là cái gì gì đó hành động mình đưa vô, rõ ràng là như thế, không có chối cãi được. Thì tôi nghĩ cái hình thức tốt nhất là đưa ra ngoài đường, mà tôi nghĩ đơn giản là không tốn bao nhiêu đâu. Nếu một cái tượng đài người ta tốn 300 tỷ thì cái này tôi nghĩ cũng không nhiều lắm, không nhiều lắm. Mà nếu trên tuyến đường Bắc Nam á, đường Bắc Nam sắp tới nè, mỗi một đoạn ga hoặc là một đoạn nào đó do những nhà kiến trúc sư họ thiết kế đó, chỗ nào mà xe lửa nó giảm tốc để nó lên dốc chẳng hạn như thế, hoặc là nó gần tới nhà ga chẳng hạn như thế, hoặc là nó chuẩn bị nó đề ba chẳng hạn như thế, thì những cái đoạn mà tốc độ nó không cao lắm thì có một đoạn mà dài suốt từ, nếu mà đường có được tuyến đường xe lửa Bắc Nam thì nó một tuyến dài như thế thì rất là lý tưởng. Mà tại sao người ta có vạn lý trường thành, mình không dám có một cái vạn lý trường tranh, hiểu không? Thì tôi nghĩ nếu mà làm cái đó thì rất là độc đáo, rất độc đáo. Nhưng cái đó là mình mơ vậy thôi, mà không phải là tôi làm, mà mình không có một mục đích kinh tế. Miễn là ai đứng ra làm, mà tôi nghĩ cái này rất dễ, nhà nước chỉ bỏ một phần thôi, thậm chí là cái giấy phép thôi. Từng địa phương một họ bỏ ra một phần, dân họ bỏ một phần, tôi bảo đảm là dân họ bỏ ngay, kể cả Việt Kiều họ cũng bỏ nữa. Miễn là anh làm có một cái quy hoạch, một cái thiết kế rất là văn hóa, rất là văn minh mà rất là khoa học. Đừng có làm nó chỗ dơ dái, chỗ bậy bạ, mà cũng không cần quá trang trọng làm chỗ mà có vườn hoa rồi gì quy nghi lắm. Nó chỗ nào nó hợp phong và hợp cảnh thì làm một đoạn, mà dài như thế thì rất lý tưởng, rất lý tưởng. Mà tôi bảo đảm là nổi tiếng cả thế giới luôn, không phải nổi tiếng là cái ông họa sĩ vẽ đâu, mà cái văn hóa Việt Nam nó lộ ra, nó lộ ra không che giấu được. Chứ hiện nay người ta giảng nó, tôi thấy nó có cái gì đó nó bị khuất tất, nó bị khuất tất do động cơ từng thời kỳ một, mà động cơ này động cơ khác họ bỏ phần này, họ bỏ phần kia, họ bình luận này, họ bình luận này, tôi không có bình luận gì, đưa hết mọi thứ đưa ra hết thì nó là văn hóa mà. Lịch sử nó là khách quan mà là văn hóa, còn ai bình luận thì họ tự xem trên đó mà họ bình luận thôi. Chứ còn văn hóa Việt Nam là như thế, lịch sử Việt Nam là như thế, cái hiện thực nó có như thế thì mình đưa lên hết như thế thì không chối được. Còn lỡ mà nước nào họ tự ái, họ bây giờ họ thấy họ ác quá, lúc đó họ ác quá thì họ rút kinh nghiệm. Mà dân Việt Nam tới bây giờ cũng đâu có căm thù ai giết họ nhiều đâu, nghe không? Bây giờ họ dân Việt Nam cũng vui vẻ, cũng hòa đồng, cũng chơi với mọi người vậy thôi. Thì họ thấy cái một cái dân tộc mà họ chịu đựng như thế, gian khổ như thế, hy sinh chết chóc như thế, lịch sử đấu tranh dài từ hồi đầu cho tới bây giờ mà vẫn cứ hiền hòa, vẫn cứ vui vẻ, thì tại sao không quý trọng chứ, hiểu không? Thì tôi nghĩ rằng cái đó không nhiều tiền đâu, tôi nghĩ không nhiều tiền, mà cũng không có chiếm đất chỗ nào nhiều lắm, thiếu gì đồi quan, mà thiếu gì những cái nhà văn hóa, những cái nhà truyền thống hiện nay mà không có nội dung. Hiện nay tôi biết là có nhiều cái khu di tích gọi là di tích văn hóa lịch sử mà không có nội dung trong đó, thì có thể trích đoạn trong này đưa vô, ngoài cái tường tranh dài, tường tranh của ấy đó, thì nên có những cái trích đoạn mà tùy từng nơi một, ví dụ từng địa danh một, ví dụ Ninh Bình chẳng hạn, có những trận lịch sử thì nên trích một đoạn để vào trong chỗ nào đó, thì để cho người ta quý trọng cái, ví dụ như tôi vẽ cái đoạn mà lúc mà Nguyên Mông nó vô nó đánh á, thì quân mình mới giường không nhà trống mới bỏ đi đó, thì mình mới quý cái chỗ nào đó, ở cái địa danh nào đó mà nó có sự kiện đó thì nó quý đó. Thành ra là mấy cái chỗ đó nên để mà anh lên lớp, anh giáo dục thì có thể cái giờ đó là cụ thể thôi. Nhưng mà nếu anh để hoài đó, thì người ta không phải là người ta đến, người ta chiêm nghiệm, người ta coi theo kiểu học bài đâu. Người ta đi qua, người ta liếc một cái, đi lại liếc một cái. Mà cả đời người ta liếc hoài thì nó vô thôi. Thì tôi nghĩ là cái giáo dục không có tốn kém, mà tôi nghĩ tốn kém không nhiều đâu. Tốn công thì nhiều, tốn công thì nhiều. Tốn công và tốn tâm, tốn lực thì nhiều. Thời vua nào nó cũng có cái thời hưng thịnh và thời thoái trào.
Thì cái thời, thường thường cái thời thoái trào đó tôi cho nó qua nhanh, nó ngắn hơn. Bây giờ thời hưng thịnh là nhiều cái nội dung phát triển trong đó. Nào là quân sự rồi kinh tế. Kinh tế nó phát triển nó gắn với lịch sử quan trọng lắm. Ví dụ như ngành nghề nào ra đời, ngành nông nghiệp phát triển sao, ngành dệt phát triển sao, ngành xuất nhập khẩu phát triển sao, thì cái thời đó nó nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện để nói. Rồi vấn đề giáo dục làm sao, vấn đề văn hóa chùa chiền cúng bái này kia làm sao, rất là nhiều chuyện phải nói. Do đó trong cái thời thịnh đó thì rất nhiều chuyện phải nói. Cái thứ hai, một cái quan trọng mà mình phải đề cập nữa là từng thời kỳ một cái sắc phục họ khác nhau, họ ăn mặc họ khác nhau, thành ra mình phải nói là cái bước tiến của cái người dân đó, dân họ từ cái thời mà đóng khố của thời Nguyên Thủy đó, dài 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 đến sau này thì cái cách ăn mặc họ khác nhau, chứ không phải là mình vẽ theo kiểu chung chung được. Thì cái đó, cái thời kỳ thịnh đó, thì rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, rất nhiều ngành nghề mà dính tới lịch sử mình phải đưa vô. Nhưng mà đến thời suy á, thì tôi thấy đa phần là đánh nhau. Nội bộ bà này ông kia đánh nhau rồi ăn chơi rồi trác tán. Không phải là mình muốn nhận lớp phần đó, nhưng mình thấy nó chả có gì để nói ngoài chuyện ăn chơi rồi chém giết rồi giành ngôi nhau, thì rồi nó suy tàn đó. Thậm chí có khi cái đoạn nó cũng dài đó, nhưng mà tôi nó cho qua nhanh, qua nhanh, bởi vì nó dài quá, tranh nó dài quá mà không có gì để nó đáng nói, mà không có gì để mà phê phán. Thì cũng có vài chỗ mà mình cần mình nói để cho người ta học. Ví dụ như cái thời vua nào đó ăn chơi, hoặc thời vua nào đó trảm quan quá nhiều, giết quan cộng thần quá nhiều, không? Thì nó cái hậu quả nó không tốt. Thì tất cả những cái chuyện đó mình đưa lên hết. Nhưng mà còn những cái chuyện mà nội bộ bà này kia nọ thì nó không đáng kể. Mình đâu phải là kể chuyện lá cải đâu mà ngồi kể ba cái chuyện thiếu lâm đó anh chứ. Tôi bỏ. Thứ hai là dài quá. Mà thường thường trong lịch sử thì hay dạy cái đó. Dạy ông này lên giành ngôi, ông kia giành ngôi, gì gì đó, thì tôi bỏ mấy lằng nhằng. Chứ còn hỏi quan trọng chỗ nào thì tôi không. Từ thời Hùng Vương tới bây giờ là tôi không coi thường, kể cả những cái, ví dụ thời Mạc Đăng Dung hay thời Hồ Quý Ly, cũng chưa hẳn họ đã là xấu. Những cái chuyện có những cái xấu của họ thì nó đã thành bài học, thì mình phải vẽ lên nhé. Thành ra tôi không phải mình vẽ theo kiểu động cơ chính trị là mình phê phán hoặc là mình binh vực, mình không có. Có cái chuyện đó thì mình vẽ. Nhưng mà nếu nó xấu thì nó đã trở thành bài học. Không, mỗi thời nó có cái giá trị của nó. Nhưng mà thời Lê thì nó hình thành ra, nó xây dựng nhiều. Thời hậu Lê thì Lê Lợi lên giành ngôi rồi, nói chung là xây dựng cái nhiều cái mà hiện nay nó còn á, là do cái thời Lê để lại. Do đó cái thời đó tôi tốn hơi dài thời gian. Còn những thời trước nó cũng đều có những cái giá trị của nó. Ví dụ như có những cái mà mình thấy rất là hay chỗ này nè, là cái sự nhẫn nhục của dân tộc Việt Nam rất dữ. Có những lúc là bởi vì Trung Quốc nó quá lớn mà, quá dữ, coi như nó là thiên tử rồi, nó là trời rồi. Thành nó làm gì mà miễn xin nó được chấp nhận thôi. Thành ra cái chuyện mà Mạc Đăng Dung mà nói chuyện trói thân qua để mà xin hàng á, thì cái chuyện đó nhiều người cho là nhục. Nhưng mà có những nhà sử học họ nói cái hoàn cảnh nó phải như thế. Bên này thì Lê Trung Hưng á, qua bên kia cũng tâu với Tàu là Mạc Đăng Dung cướp ngôi. Rồi nhiều phái qua bên kia cũng ấy như thế. Thì Mạc Đăng Dung bằng mọi cách là đừng để Tàu nó qua đây. Nếu nó qua đây thì Lê Trung Hưng cũng tiêu, mà dân khổ. Thành ra nó tự trói người qua xin đầu hàng. Xin đầu hàng nghĩa là tôi đầu hàng, tôi chấp nhận với ông đây, mà thậm chí lo lót tiền từ biên giới nữa. Để Trung Quốc đừng qua, chỉ yêu cầu là Trung Quốc đừng qua đây thôi. Còn tôi đầu hàng rồi, tôi chịu thua rồi. Tôi nói chung là cái sự nhẫn nhục của Việt Nam rất dữ dội, rất dữ dội. Nhưng mà có cái giá bất không bao giờ trả là cái độc lập dân tộc. Cái độc lập dân tộc là cái giá đó muôn đời không bao giờ chấp nhận. Ông sử nó có nhiều cái chuyện mà có những cái thời vua nó nhỏ thôi, nó ngắn thôi, nhưng mà cái bài học nó cũng không nhỏ, bài học nó không nhỏ. Do đó nói chung là cái nào mà nó có giá trị về lịch sử, về văn hóa, về sự nghiệp của dân tộc thì tôi đưa lên.
Còn chưa tới cái thời hiện đại, chưa tới cái thời Pháp thời Mỹ thì mình chưa biết. Bây giờ tới đó nó sẽ dẫn dắt mình. Tới đó nó sẽ dẫn dắt mình. Tôi là lấy cái thực tế khách quan, cái lịch sử nó dẫn dắt mình. Chứ không 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 lấy theo cái xu hướng hoặc là cái tư tưởng chỉ đạo nào. Bởi vì nó là lịch sử là khách quan mà văn hóa nó là khách quan thì mình đưa hết. Còn ai phải, ai trái hoặc là ai tốt, ai xấu, ai đúng, ai sai thì xem trên hình đó. Xem trên hình đó rồi bình nhau. Chứ còn trên, nó có cái hiện trạng đó. Nó có hiện trạng đó thì mình đưa lên. Chứ mình không bình luận. Do đó tôi thích cái tranh ở chỗ đó. Tức là phải cụ thể quá nó ra. Hình tượng quá nó lên. Chứ luận, ấy, gọi, luận ấy thì phải có lý. Mà anh có lý thì người khác cũng có lý. Thì cứ luận lý qua, luận lý lại thì nó đâm ra thành vấn đề khác. Còn này là, đấy, hình ảnh nó vậy. Có chuyện đó. Có chuyện đó, hồi đó có gì đó, hiểu không? Cái đó thì đúng ra thì nó rất là quan trọng lắm. Anh muốn bắn tên lửa thì anh phải biết anh bắn ở đâu. Chứ tên lửa không tự nó bay được. Cái chiếc máy bay muốn cất cánh mà đi xa thì anh cũng phải có sân bay. Con người trước khi đi xa thì anh phải biết, anh phải từ nhà anh đi chứ. Mà một dân tộc anh muốn bay cao bay xa thì anh phải biết là anh dân tộc nào, dân tộc anh từ đâu ra, dân tộc anh là ai, hiểu không? Nếu không biết cái đó thì cái tầm bắn anh không có, mà định hướng bắn anh lại càng không trúng nữa. Thành ra là cái lịch sử là cái định hướng gần như là nguyên tắc đối với những người làm công tác văn hóa. Cái lịch sử làm văn hóa và làm chính trị, hai cái đó, kể cả làm chính trị cho dân tộc anh thì anh phải biết anh là ai, dân tộc anh như thế nào. Và từ đâu ra, ra như thế nào thì anh biết cái đó rất là quan trọng. Cái thứ hai là trong đó có những cái bài học về lịch sử để cho anh học. Bởi vì nó là văn hóa chứ không phải là học kinh nghiệm. Có nhiều người nói bây giờ mình nói mà cách nào diễn đạt mà không khéo, đám trẻ nghĩ là mình đưa lịch sử ra để kéo nó lại. Không phải. Anh thấy anh, lấy cái nguồn gốc anh để anh đi xa. Để anh đi xa. Khi anh tiếp thu tất cả những cái thứ văn hóa của nước ngoài đó, kể cả của những cái thời kỳ mới hiện đại nhất á, thì anh cũng như anh biết anh cái khẩu vị anh vậy đó, anh thích ăn cái gì, hiểu không? Mà khả năng anh không có bị dị ứng cái gì, anh ăn cái gì thì anh đi ra ngoài chợ anh mới biết mua cái gì đó. Còn này anh không biết anh là ai thì anh ra chợ anh không biết mua cái gì, anh không biết, anh không có nhu cầu, anh không có nhu cầu ăn cái gì. Thành anh phải biết cái gốc gác, cái văn hóa của anh, chứ không phải là tôi lấy cái, có nhiều người nói là giáo dục truyền thống và học truyền thống, bắt văn nghệ sĩ phải học truyền thống là để kéo họ lại. Thành ra nhiều nghệ sĩ trẻ họ bị gọi là bị hội chứng, bị ức chế về cái chuyện truyền thống. Truyền thống là cái bệ phóng của anh. Bệ phóng của anh, và anh phải biết nó là cái gì, nó ở đâu ra, nó như thế nào. Anh biết cái đó thì để anh đi thoải mái. Anh biết nó rồi thì anh đi thoải mái. Đi tới đâu cũng được, và anh biết mua cái gì cũng được. Anh biết lấy cái gì cũng được. Lấy, anh biết chắc chắn là anh lấy cái đó cần cho anh, hiểu không? Thành ra có nhiều người, ví dụ như kể cả không phải văn nghệ sĩ rồi, kể cả những người mà kinh doanh và những người công nghiệp, phải biết trong nước họ cần mua cái gì chứ, dân họ sẽ đang thiếu cái gì thì họ ra ngoài họ mua cái gì đem về họ bán được chứ. Chứ còn ở trong nước họ không biết trong nước đang cần cái gì, họ đi mua những cái thứ mà trong nước không xài được hoặc người ta không thích thì họ ế. Thành ra cái gì anh phải biết gốc anh. Mà chính bây giờ hiện nay anh đang đi xa nè, chuẩn bị đi xa nè, chuẩn bị rất xa nè, thì anh lại cần phải biết lịch sử. Phải biết anh cần cái gì, anh là ai và anh đang cần cái gì. Và bước tiến anh, quá trình tiến của anh, của dân tộc anh, của đất nước anh là cái gì, như thế nào. Thì anh mới biết anh đi chọn cái gì. Thì văn hóa nghệ thuật hiện nay rất cần sáng tạo, rất cần đổi mới, hiểu không? Và rất cần, như nãy nói là tìm hình thái văn hóa mới phù hợp với đất nước. Thì anh càng phải biết cái lịch sử văn hóa của anh. Do đó chính bây giờ là như tôi nói nãy là anh chuẩn bị đi xa, chuẩn bị đi rất xa. Và đang nhu cầu, chứ không phải anh muốn đâu, đang có nhu cầu anh phải đi rất xa. Thì anh phải vô soi gương lại có đàng hoàng chưa? Nhưng, soi gương lại. Phải soi lại mình. Hiện nay là đúng ra là phải soi mình hết. Kể cả lãnh đạo. Phải soi lại mình. Mà xoay tốt nhất là tôi nghĩ thay vì ngồi họp bàn
chuyện trời ơi đất hỡi gì đó thì nên xem lịch sử. Bí thì nên xem lịch sử. Xem lịch sử mà chịu khó xem thì nó như thiền vậy thôi, nó như thiền. Nó tự nhiên kể những cái chuyện mà nó gây xúc động, gây bức xúc mình ngoài xã hội, khi anh đọc lịch sử thì anh sẽ trầm lại. Anh sẽ thiền trở lại. Tự nhiên anh sẽ lắng xuống, anh đàng hoàng hơn, anh chín chắn hơn. Vì nó có cái văn hóa, có cái lịch sử trong người anh sẽ chín chắn hơn.